Hello, xin chào anh chị em. Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần Invest. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em về diễn biến và kịch bản thị trường trong tuần tới. Nó sẽ diễn biến ra sao, nó sẽ hoạt động ra sao. Liệu thị trường trong tuần tới nó sẽ tiếp tục đi lên, tiến thẳng tới vùng 1080 hay là 1100, hay thị trường nó điều chỉnh test lại thêm, sau đó nó mới đi lên được, hay là thị trường sẽ quay đầu giảm và đâm xuyên xuống vùng 1030-1040 trong thời gian tới, để anh em có những lựa chọn làm sao phù hợp nhất với giai đoạn hiện tại của thị trường. Nếu như thị trường rủi ro thì anh chị em sẽ giữ được vốn. Nếu như thị trường đi lên, anh chị em sẽ tận dụng được cơ hội và đem về những khoản lợi nhuận từ việc thực hiện hóa các cơ hội khi tham gia đầu tư trên thị trường anh em nhé. Cũng ở trong giai đoạn hiện tại của thị trường, cái chỉ báo tâm lý về tham lam sợ hãi của nhà đầu tư nó cũng đã tiến tới vùng 90 điểm. Cái vùng này thì trước đây nó đều là cái vùng mà nhà đầu tư rất hưng phấn, gần như là mua các cổ phiếu sẽ đem về các khoản lợi nhuận rất nhanh chóng. Anh chị em để ý, ở giai đoạn này thị trường nó cũng đang khá là giống ở những phiên ngày 16-17 tháng 1 năm 2023, cũng là giai đoạn thị trường nó có cái nhịp sideways đi ngang trong một vài phiên sau khi gặp cái vùng cản kháng cự trước đó, và nó cũng tương tự thời điểm hiện tại. Và sau cái phiên mà thị trường nó đi ngang sideways thì có những phiên nó bứt phá đi lên ở cái vùng 18-19 tháng 1, nó cũng trùng với thời điểm mà chỉ số tham lam sợ hãi của nhà đầu tư nó tiến tới cái ngưỡng ở vùng 98-99 điểm. Sau đó là những cái nhịp điều chỉnh đến giữa tháng 3 thì nó chỉnh về vùng 1020 và khiến cho nhiều nhà đầu tư ở giai đoạn này mất cả lãi và biến các khoản lãi thành các khoản lỗ. Ví dụ như ở nhóm dòng đầu tư công là nhiều anh em ở giai đoạn này rơi vào cái tình trạng thua lỗ, hay nhóm chứng khoán trước khi nó bước vào quá trình bứt phá là ở giai đoạn này nhiều anh chị em cũng phải cắt lỗ. Và sau khi cắt lỗ xong thì nó bắt đầu nó hồi phục đi lên và tạo thành những con sóng mà trong thời gian vừa qua đem lại những khoản lợi nhuận rất là hưng phấn cho anh em nhà đầu tư trên thị trường. Và nhiều anh chị em đang đặt ra câu hỏi là liệu giai đoạn hiện tại của thị trường nó có giống với giai đoạn hồi từ mùng 10, từ đầu tháng 1 cho đến giữa tháng 1, và sau đó là những phiên bứt phá đi lên là tiến thẳng tới 1100, có như lúc là tiến tới vùng 1124 điểm, cũng là cái ngày tạo đỉnh ở phiên ngày 27 tháng 1. Mà ở giai đoạn này, nhóm dòng đầu tư công là nhóm dòng chủ đạo giúp cho đông đảo anh em nhà đầu tư đem về những khoản lợi nhuận. Thì nhiều anh em chị em đang kỳ vọng thời gian tới thị trường nó cũng tương tự như vậy. Riêng bản thân mình thôi, mình cũng kỳ vọng là thị trường trong thời gian tới nó sẽ tiến tới vùng 1100 hay là 1090. Thì để đạt được cái điều này thì nhóm dòng nào nó sẽ tác động lên thị trường, nhóm dòng nào là nhóm dòng chủ đạo, nhóm dòng nào sẽ bứt phá đi lên, và nhóm dòng nào anh em nên hạn chế tham gia trong thời gian tới, thì lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết về các nhóm này để anh chị em chuẩn bị kịch bản nếu như cái kịch bản này thị trường nó diễn ra trong những phiên sắp tới. Và đây cũng là cái kịch bản số 1, kịch bản thứ nhất mà mình muốn gửi đến anh chị em. Trong thời gian tới, liệu thị trường nó có diễn ra kịch bản này hay không? Và bao giờ nó diễn ra kịch bản này? Thứ nhất, đi vào phân tích phiên thứ 6 vừa rồi, thị trường nó được giao dịch với cái thanh khoản là 755 triệu cổ phiếu được giao dịch trong phiên. Đây là tính cả số lượng giao dịch thỏa thuận. Với giá trị ở phiên ngày thứ 6 là phiên anh em thường hay gọi là phiên này là phiên hậu đáo hạn phái sinh. Giá trị phiên này nó đạt 13.600 tỷ. Và trong phiên đó, trong phiên kết tuần, trên thị trường nó có 168 cổ phiếu nó tăng điểm và có 212 cổ phiếu nó giảm điểm. Đây là ở sàn HNX, sàn HOSE. Trong số 168 cổ phiếu nó tăng này, anh chị em được chứng kiến đến từ nhóm dòng chứng khoán, nhóm dòng ngân hàng hay là nhóm dòng xây dựng cùng nhóm dòng năng lượng là bốn nhóm dòng có số lượng cổ phiếu nó tăng nhiều nhất. Còn đối với nhóm dòng bất động sản là tâm điểm trong thời gian vừa qua, cũng là những cổ phiếu mà giúp cho nhiều anh chị em trong thời gian vừa qua đem về khoản lợi nhuận. Còn đối với nhóm dòng chứng khoán và nhóm ngân hàng, cứ mỗi khi ngân hàng nhà nước chuẩn bị dục dịch về việc tiếp tục hạ lãi suất điều hành thì nhóm chứng khoán lại bật tăng mạnh mẽ. Và trong phiên cuối tuần vừa qua thì với những cổ phiếu như VND nó bật tăng rất là mạnh, với một phiên mà thanh khoản nó đạt 72 triệu cổ phiếu được giao dịch trong phiên, được khớp lệnh trong phiên, có thể tính cả số lượng giao dịch thỏa thuận. Nhưng với một phiên như ngày hôm thứ 6 của thằng VND
Đây là một phiên có cái mức thanh khoản cao nhất trong lịch sử của cổ phiếu này. Thì chắc chắn đây là dòng tiền lớn, dòng tiền của tổ chức, dòng tiền tay to đã chảy vào cổ phiếu này. Có thể cần một hai phiên tới để đánh giá lại xem có nhiều nhỏ lẻ đu bám vào cổ phiếu này hay không. Sau đó mình đánh giá cao với kịch bản cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục nó đi lên. Quay trở lại về câu chuyện về thị trường chúng ta. Vừa rồi mình có chia sẻ với anh em về kịch bản số 1. Anh chị em để ý thêm cái tín hiệu theo chart tuần của thị trường chúng ta ở trong giai đoạn hiện tại. Anh chị em sẽ có thêm những cái quan điểm, có thêm những cái góc nhìn. Thứ nhất là đối với phiên tuần vừa rồi, nó được giao dịch với thanh khoản 3,3 tỷ cổ phiếu, 3,4 tỷ cổ phiếu. Nó cao hơn một chút so với tuần trước đó. Và ở tuần này, tuần vừa rồi, chỉ số thị trường chung nó sideways, nó gần như nó đi ngang so với tuần trước. Nó chỉ tăng khoảng 0,17 điểm so với tuần trước đó thôi. Và đóng phiên kết tuần, thị trường chúng ta nó đóng cửa ở mức 1.067,07 điểm. Với mức thanh khoản lớn hơn một chút, thì mình đánh giá 1-2 phiên tới, có thể là phiên thứ hai, phiên thứ ba, thị trường nó cần 1-2 phiên để nó test lại quanh vùng 1.055 đến vùng 1.060. Và sau đó là sang phiên thứ ba, thứ tư, khả năng mình đánh giá về cái xác suất thị trường sẽ tiếp tục bứt phá đi lên là khá là cao. Đây là theo tiếp tục theo cái kịch bản số 1. Còn theo cái kịch bản số 2 là trong những phiên đầu tuần thị trường tiếp tục bứt phá đi lên ngay lập tức. Thì cái kịch bản này mình đánh giá là cái tỷ lệ khả năng nó xảy ra là rơi vào khoảng 20 đến 30%. Còn cái kịch bản số 1 mình đánh giá nó sẽ rơi vào khoảng 60%. Còn kịch bản thứ ba là thị trường sẽ bước vào một nhịp điều chỉnh thực sự trong thời gian tới và điều chỉnh về vùng 1030, 1020. Nếu như xuất hiện cái nhịp điều chỉnh thì khả năng thị trường nó sẽ chỉnh về đây. Tuy nhiên mình đánh giá cái kịch bản này xác suất nó xảy ra nó chỉ rơi vào khoảng 10 đến 15% thôi. Còn lại mình sẽ nghiêng về kịch bản số 2 hơn. Anh chị em cũng biết là trong những phiên vừa rồi, nhiều nhóm cổ phiếu, nhiều cổ phiếu nó đã bắt đầu xuất hiện những phiên rung lắc, xuất hiện những tín hiệu điều chỉnh. Cũng ở trong giai đoạn thị trường nó đã tiến tới cái ngưỡng tâm lý tham lam tột độ của nhà đầu tư. Có nghĩa ở giai đoạn hiện tại, nhiều cổ phiếu nó đã vượt qua cái vùng đỉnh trong ngắn hạn. Nên nhiều anh em có cái xu hướng lao vào mua FOMO những cổ phiếu đó. Ví dụ những cổ phiếu như DIC, như SEL ở nhóm bất động sản, hay như nhóm dòng chứng khoán thì có một số cổ phiếu như thằng VCI hay là HCM hay một số cổ phiếu khác, là anh chị em nhà đầu tư ở giai đoạn này rất yêu thích những cổ phiếu này luôn. Đây đều là những cổ phiếu trong thời gian vừa qua nó đem lại lợi nhuận cho những anh chị em kịp thời nhìn nhận ra cơ hội. Chứ không phải là những anh em mà chờ đợi nó vượt qua vùng đỉnh, lúc đó anh em mới nhảy vào để mua, lúc đó mới nhảy vào để all in, để full margin. Thì lúc đó rủi ro lại rất là cao, rủi ro nó tiềm ẩn và khiến cho anh chị em gặp phải cái tình trạng thua lỗ trong ngắn hạn là rất là cao. Nên thời gian tới anh chị em để ý cái kịch bản số 1 mà mình chia sẻ với anh em, cái khả năng thị trường nó vượt qua cái vùng đỉnh ở cái đường chỉ báo tham lam sợ hãi này và có khả năng sẽ tiến tới vùng hồi tháng 1, hồi giữa tháng 1, ngày 18, 19 tháng 1. Anh chị em để ý ở phiên ngày 27 tháng 1 nhé. Lúc đó cái chỉ báo tham lam sợ hãi của nhà đầu tư nó đã tiến tới gần như là vùng 100. Và cũng ở phiên ngày 27 tháng 1 thì thị trường xuất hiện cái tín hiệu tạo đỉnh trong ngắn hạn khi nó đã vượt qua cái vùng đỉnh cũ ở ngày mùng 5 tháng 12 trong ngắn hạn và nó chính thức nó bứt phá đi lên. Nhưng ngay sau đó là những tín hiệu điều chỉnh. Anh chị em cũng để ý ở trong giai đoạn này này, cái nền giá tích lũy của thị trường chung nó đang rất dài. Kể từ khi mình bắt đầu tham gia đầu tư trên thị trường cho đến nay, thị trường nó chưa có một giai đoạn nào nó xây được một cái nền giá tích lũy dài như ở thời điểm hiện tại. Nên ở trong thời gian tới, anh chị em sẽ thấy những cái kịch bản rất hay để xem. Anh chị em để ý, liên hệ qua một chút về cái thị trường chứng khoán Nhật Bản, chúng ta sẽ có thêm cái góc nhìn. Từ đầu năm cho đến nay, chính phủ Nhật Bản liên tiếp nới lỏng chính sách tiền tệ, hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Kinh tế của Nhật từ đầu năm đến nay nó rất là bết bát. Tăng trưởng kinh tế Nhật Bản dự kiến sẽ chậm lại trong năm 2023. Và đứng trước việc lạm phát leo thang, Nhật Bản có thể sẽ rơi vào tình trạng suy thoái. Nhưng anh chị em nhìn trên cái thị trường chứng khoán, anh chị em sẽ thấy từ giữa cuối tháng 4 cho đến nay, thậm chí là chứng khoán Nhật Bản nó còn vượt qua cái vùng đỉnh trong ngắn hạn. Nó tăng khoảng 8% so với ngắn hạn.
Kể từ khi vượt qua cái vùng đỉnh trong ngắn hạn là ngày 25 tháng 4 thì đến nay chỉ số Nikkei 225 thậm chí nó đã tăng được khoảng 8%. Còn tính từ vùng đáy là vùng mùng 6 tháng 1 đầu năm cho đến nay thì chỉ số Nikkei 225 nó đã tăng được khoảng 20%. Còn từ đầu năm cho đến nay thì chỉ số chứng khoán Việt Nam nó tăng được khoảng 8%. Còn tính từ ngày 16 tháng 11 thì cho đến thời điểm hiện tại chỉ số VN-Index nó tăng được khoảng 22%. Nhưng anh chị em không thể thấy trên một cái thị trường nào nó có một cái nền giá tái tích lũy dài như là chỉ số VN-Index của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Và anh chị em cũng thấy là ở trong thời điểm hiện tại, cái tín hiệu siết chặt về biên độ dao động của chỉ số VN-Index nó đang có cái dấu hiệu, nó đang có cái xu hướng siết chặt lại. Và thanh khoản thì nó cũng có những cái dấu hiệu nó thu hẹp dần. Anh chị em chỉ cần thấy 1-2 phiên tới, phiên thứ 2 và phiên thứ 3, thị trường chúng ta nó tiếp tục giao dịch ảm đạm để kiểm tra lại thanh khoản rút chân của phiên ngày hôm thứ 6, phiên sinh nhật Bác. Vào khung giờ khoảng 14 giờ, dưới cái áp lực đạp chỉ số phái sinh thì VN-Index có những lúc nó bị đạp về vùng 1058 điểm. Nó chạm cái vùng hỗ trợ ở phiên ngày 12 tháng 5. Sau đó chỉ cần khoảng 10 phút cuối phiên thì bắt đầu có cái tín hiệu rút chân hồi phục và đóng cửa gần như là ở mức điểm cao nhất trong phiên. Nó hình thành 5 phiên đi ngang tái tích lũy sau khi gặp vùng cản kháng cự ở vùng 1070, cũng chính là vùng trước khi thị trường bước vào quá trình điều chỉnh ở những ngày đầu tháng 4 vừa rồi. Thì đến thời điểm hiện tại, thị trường chúng ta nó cũng không khác gì so với một số cổ phiếu mà trước đó nó đã hình thành một cái mẫu hình tái tích lũy. Anh chị em cũng có thể theo dõi về cái tín hiệu của thằng đích ở trong những phiên này, hay chính nó ở trong những phiên này, nó tái tích lũy khoảng 2 tuần, sau đó thì nó tiếp tục nó bứt phá đi lên, để anh em có thể chuẩn bị kịch bản. Nếu anh em nào chưa kịp giải ngân trong thời gian vừa qua, chưa nắm giữ cổ phiếu nào thì nhanh tay tìm kiếm cổ phiếu. Cổ phiếu nó chạy sau cũng được, nó cũng bứt phá đi theo thị trường thôi. Quan trọng anh chị em có dám tham gia vào thị trường trong thời gian tới hay không thôi. Đó mới là vấn đề anh em nhé. Bước sang phần số 2, mình sẽ phân tích một số nhóm cổ phiếu có thể sẽ là tâm điểm trong thời gian tới để anh chị em tiếp tục quan tâm và theo dõi. Và tại sao mình lại phân tích, mình lại ưu tiên nhóm cổ phiếu này hơn là những cổ phiếu khác thì lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết trong video. Anh chị em cố gắng theo dõi hết video anh em nhé. Thứ nhất là nhóm dòng bất động sản. Chắc chắn là thời gian gần đây anh chị em rất yêu thích những cổ phiếu như Đích, như Shell, hay là Nam Long, hay là Đất Xanh. Nhưng có thể trong những phiên vừa qua, trong tuần vừa qua, một số anh chị em mua FOMO, mua đu những cổ phiếu như thằng Đích thì có thể trong mấy phiên vừa qua gặp phải cái khoản thua lỗ trong ngắn hạn. Có thể nhiều anh chị em mua ở những phiên ngày 16 tháng 5, 17 tháng 5 khi cổ phiếu này nó vượt qua cái đường MA 200 ngày. Sau đó đến kết phiên nó đóng cửa ở cái mức giá thấp nhất trong phiên. Và sang đến phiên thứ 5 cũng là phiên đáo hạn phái sinh, ngay trong phiên ATC thôi, thằng Đích nó được khớp lệnh khoảng 9 triệu cổ phiếu và khiến cho cổ phiếu nằm sàn sau khi phiên ATC đóng cửa, sau khi thị trường đóng cửa. Tuy nhiên sang đến phiên thứ 6, thậm chí là ngay trong buổi tối ngày thứ 5 thôi, Đích ra cái thông tin đính chính về việc sai phạm trong việc quy hoạch sử dụng phát triển dự án nhà ở xã hội, giúp cho thằng cổ phiếu này đến những phút cuối phiên thứ 6 nó có cái tín hiệu nó rút chân hồi phục mạnh mẽ đi lên. Nhưng mà gần như trong cả phiên thì cổ phiếu này nó được giao dịch rất ảm đạm. Nó chỉ được giao dịch ở cái vùng giá tham chiếu và có những lúc ở khung giờ 14 giờ thậm chí nó còn bị đạp mạnh để khiến cho nhiều anh em bị rũ nốt ra khỏi thị trường. Và trong khoảng khung giờ khoảng 14 giờ đến 14 giờ 15 thì thằng Đích này nó được giao dịch với khoảng 4 triệu cổ phiếu. Thì rất nhiều anh em bị rũ ra khỏi thị trường, bị rũ ra khỏi cổ phiếu này. Ngay sau đó rút chân hồi phục và đóng cửa ở cái mức giá cao nhất trong phiên. Mới phiên hôm trước thì đóng cửa ở mức giá sàn, giá thấp nhất trong phiên. Nhưng ngay sau đó là phiên hôm sau, nó đóng cửa ở mức giá cao nhất trong phiên, gần mức giá tăng trần. Nó lấy lại những gì đã mất ở phiên ngay trước đó. Bản thân thì nó không khác nhiều so với phiên ngày 14, 17, 18 tháng 4 cộng lại. Cũng là phiên 14 tháng 4, cổ phiếu này nó nằm sàn. Nhưng sang đến phiên hôm sau, phiên 17 tháng 4 thì nó rút chân, nó hồi phục, đóng cửa ở mức giá cao nhất trong phiên. Và sang đến phiên ngày 18 tháng 4, cổ phiếu nó tăng trần. Nhưng ngay sau đó thì tiếp tục bước vào một tuần cổ phiếu nó điều chỉnh. Thì đây chính là những cái tín hiệu trong kỹ thuật mà anh chị em không hiểu về những cổ phiếu này rất dễ bị mua lừa, mua FOMO.
và với những anh em mà trong thời gian vừa qua mua theo cái khuyến nghị của mình ở phiên ngày 26 tháng 4 thì đến thời điểm hiện tại gọi là chấp chỉnh ở phiên ngày 18 tháng 5 thì đến thời điểm hiện tại thì vẫn đang lãi khoảng 23%, đúng không? Đây là một cái khoản lãi không nhiều anh chị em kiếm ra được, không nhiều anh chị em đem về được từ đầu năm đến nay, thậm chí từ đầu năm đến nay, chứ đừng nói là từ cuối tháng 4 cho đến nay. Mới trong khoảng 1 tháng anh chị em đem về khoản lợi nhuận là khoảng 30%, gần hơn 20%. Nếu như tính cả margin thì phải hơn 30%. Đối với những anh em mà mua all in, mua full margin thằng Đích, thì ở trong thời điểm hiện tại nhiều anh em đang đặt ra cái câu hỏi là tại sao thằng Đích mỗi khi nó tiến tới cái vùng cản kháng cự và nó tăng vượt đỉnh thì nó lại xuất hiện những nhịp rung lắc mạnh như vậy. Thì anh em hiểu bản chất của nó thôi. Nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu ở vùng đáy, thậm chí là nhiều anh em vẫn đang nắm giữ cổ phiếu từ những phiên như ngày 31 tháng 3 mà mình khuyến nghị anh chị em, mà cầm cổ phiếu đến thời điểm hiện tại thấy thị trường nó đã tiến tới cái vùng cản kháng cự, thì tâm lý nhiều anh em sẽ có cái hành động bán chốt lời để giữ tiền mặt, chờ thị trường nó điều chỉnh sau đó mới tiếp tục nhảy vào mua lại vùng điều chỉnh. Có thể nhiều anh em bán ở cái phiên ngày 17 tháng 5 hay là 16 tháng 5 hay thậm chí 15 tháng 5. Và ở phiên ngày 18 tháng 5 hay là 19 tháng 5 thì quay lại mua cổ phiếu. Thì vô hình chung anh chị em sinh ra được cái khoản lãi kép là khoảng gần 10% mà cổ phiếu này đem lại chỉ trong khoảng 1-2 ngày thôi. Thì đây là chính là cái tính nhanh nhạy của nhiều anh chị em đánh lướt, đánh đầu cơ các cổ phiếu này trên thị trường. Và hiểu được tính chất, hiểu được nguyên lý hoạt động của các cổ phiếu này mà nó đang vận hành trên thị trường. Vì bản chất là những cổ phiếu này đều có 1-2 lãi. Thì thằng Đích thì anh chị em đều biết là có đội A7 lái cổ phiếu này rồi, đúng không? Thì khi những cổ phiếu này nó tiến tới vùng này này, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ đem cổ phiếu ra bán. Và đối với thằng Đích này, mình còn kỳ vọng nó sẽ tiến tới vùng 24.5 đến vùng 25 trong thời gian tới cơ, nếu như là nó điên. Còn nếu như mà cổ phiếu này mà thời gian tới nó tiếp tục xuất hiện những phiên rung lắc mà thanh khoản có dấu hiệu gia tăng, thì anh chị em sẽ phải hạ thấp cái mức target, hạ thấp cái mức take profit xuống để bảo toàn, thứ nhất là bảo toàn lợi nhuận và thứ hai là tránh được rủi ro tiềm ẩn. Và có thể đây sẽ là tín hiệu cổ phiếu này nó phân phối, đội tạo lập, đội lái, đội ông A7 tranh thủ những nhịp tăng giá của cổ phiếu, ông ấy đem cổ phiếu ra bán thì chúng ta phải tránh, phải chạy thôi anh chị em nhá. Nên có thể thời gian tới thằng Đích này nó sẽ cần thời gian để nó test lại quanh cái vùng 19 đến 20, có thể là hết tuần sau nó mới tiếp tục nó bứt phá lên được. Hoặc là trong trường hợp thị trường chúng ta trong 1-2 phiên tuần tới mà nó sideways ở đây, cổ phiếu này nó test lại quanh vùng 20.5-20.6 được một vài phiên mà thanh khoản nó cạn kiệt, thanh khoản nó suy yếu, thì sau đó rất có khả năng cổ phiếu này nó tiếp tục nó bứt phá ngay đi lên cùng với thời điểm thị trường tăng mạnh. Và mình đánh giá nếu như kịch bản thị trường nó xảy ra như vậy thì thị trường chúng ta nó sẽ tương đối giống với những phiên giữa tháng 1, giống với phiên ngày 17 tháng 1, tăng mạnh mẽ, bứt phá đi lên. Thì khi thị trường nó mà bứt phá đi lên thì không thể thiếu nhóm bất động sản trong thời gian tới nó bứt phá được, hay là nhóm ngân hàng hay là nhóm chứng khoán, lát nữa mình sẽ phân tích chi tiết để gửi tới anh chị em được, anh em nhé. Nên đối với những cổ phiếu như Đích, anh em mà vẫn còn đang nắm giữ từ ngày 26 tháng 4 cho đến thời điểm hiện tại mà hầu hết anh chị em khách hàng của mình đều đang nắm giữ thằng Đích, hay thằng Đất Xanh, hay thằng Sell, hay thậm chí ở cả Nam Long, thì thời gian tới nó sẽ hoạt động ra sao? Thì đấy là cổ phiếu Đích. Thế còn thằng cổ phiếu Sell thì sao? Nhiều anh chị em cho đến thời điểm hiện tại đang tiếc vì khi cổ phiếu nó vượt qua vùng đỉnh, nó tiến tới vùng 27, 27.5, tiếc không bán. Thì đến thời điểm hiện tại mất đi khoản lợi nhuận là khoảng 6-7%. Thì liệu thời gian tới những cổ phiếu như Sell nó có bứt phá đi lên giống như thằng Đích, giống như cái kịch bản số 1 mà thằng Đích nó sẽ xảy ra trong thời gian tới, nó có khả năng xảy ra trong thời gian tới hay không? Thì mình đánh giá ở thời điểm hiện tại thằng Sell nó cũng vậy thôi. Nó đang xây một cái nền giá, anh chị em thấy không? Anh chị em mà thấy một cổ phiếu mà nó có một cái nền giá như này, anh chị em cứ múc thoải mái cho mình, cùng lắm thì chúng ta phải cắt lỗ thôi, và coi đó là một bài học, coi đó là một khoản chi phí kinh doanh. Nhưng với những cổ phiếu mà nó có một cái nền giá nó dài và nó đẹp như thế này, và ở thời điểm hiện tại những cổ phiếu như Sell thanh khoản nó đã có những cái tín hiệu nó siết lại, nó cạn kiệt, thanh khoản thì hẹp dần, biên độ dao động của cổ phiếu, giá cổ phiếu nó cũng giảm dần, nó cũng thu hẹp lại dần. Anh chị em theo dõi về cái chặt tuần của cổ phiếu này, anh chị em sẽ thấy trong tuần vừa rồi tuy là cổ phiếu nó điều chỉnh, nó giảm khoảng 6%, nhưng thanh khoản nó cũng đã có những cái tín hiệu nó giảm hơn so với tuần trước đó. Thì có thể sang 1-2 phiên đầu tuần tới,
cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục test về vùng 24.2, 24.5. Sau đó đến những phiên thứ tư, thứ năm, nó sẽ bứt phá đi lên cùng với thị trường. Thì mình đánh giá mình đang nghiêng về kịch bản này cao nhất. Anh chị em theo dõi cái chart tuần của cổ phiếu này thì đang thấy là cái giá thấp nhất trong tuần nó giảm về vùng 23.1. Nhưng mà ở cái phiên nó giảm về 23.1 này này, của thị trường này, nó cũng là một phiên vẽ nến của cổ phiếu này. Chứ thực ra bản chất giá thấp nhất nó chỉ giảm xuống cái vùng 24.8 thôi, chứ không phải là vùng 23.1 như anh chị em thấy ở cái chart tuần đâu. Nên mình đánh giá ở thời điểm hiện tại, thằng sell nó đem lại nhiều cơ hội hơn là rủi ro. Để anh chị em chuẩn bị cơ hội mà mua những cổ phiếu này trong thời gian tới, nhất là khi ngân hàng tiếp tục vẽ ra câu chuyện là rừng mơ ở phía trước, để cho anh em chứng sĩ kỳ vọng về một cái cơ hội thị trường trong thời gian tới nó tiếp tục nó bứt phá đi lên. Thì mình đánh giá những cổ phiếu như Shell, như Dick hay là những cổ phiếu như Nam Long, khả năng nó đi lên là rất cao. Thì bản thân thằng Nam Long này ở thời điểm hiện tại nó đang tạo thành những phiên LPS theo phương pháp VRA mà mình đào tạo anh chị em. Thì nó đang tạo thành những phiên LPS. Thì LPS nó có nghĩa là gì? Khi cổ phiếu nó hồi phục mạnh mẽ từ đáy đi lên, sau đó nó gặp phải vùng cản kháng cự trước đó thì nó có dấu hiệu đi ngang sideways. Thì ở những phiên này là những phiên SOS 1. Sau khi hình thành xong những phiên SOS, nó tiếp tục nó bứt phá đi lên và vượt qua luôn cả vùng đỉnh cũ trước đó. Nhưng sau khi vượt qua vùng đỉnh cũ trước đó thì cổ phiếu lại gặp cái những cái tín hiệu chốt lời trong ngắn hạn từ những anh em mà mua cổ phiếu ở những phiên cuối tháng 3, và nó hình thành những phiên rũ bỏ. Và trong cái nhịp rũ này, anh chị em chỉ cần thấy thanh khoản không có dấu hiệu nhà đầu tư tổ chức bán thống bán tháo cổ phiếu ra, thanh khoản nó không có dấu hiệu gia tăng ở những phiên điều chỉnh, thì đây sẽ là những phiên LPS đạt điều kiện để anh chị em chuẩn bị cơ hội để tham gia mua lại những cổ phiếu như Nam Long. Chỉ cần 1-2 phiên tới có thể nó sẽ có cái tín hiệu nó test đại đáy ở quanh vùng 31.3 đến 31.5, sau đó nó rút chân ở phiên ngày thứ 3, rút chân đi lên, thì rất có khả năng sang phiên thứ 4 thằng Nam Long nó sẽ bứt phá đi lên theo thị trường. Thì cổ phiếu này trong thời gian vừa qua mình cũng có cầm, nhưng mà ở phiên ngày 15 tháng 5, ở phiên ngày 16 tháng 5 thì mình có bán bớt và cơ cấu lại cổ phiếu này để dịch chuyển sang thằng Đất Xanh và thằng Đích, có mua thêm thằng Đích ở phiên ngày 19 tháng 5. Nhưng mà ở vùng giá hiện tại thì nó rủi ro quá nên không nhiều anh chị em mua thêm được cổ phiếu như Đích. Nhưng bản thân mình thì mình có khoản lãi đệm rất là lớn ở bên dưới, nó hơn 20%, nên mình mới dám chấp nhận mình mua thêm, mình mua đuổi. Thì thứ nhất là bán cơ cấu thằng Nam Long, thứ hai là có cái thêm khoản tiền margin nó được nới thêm ra, nên mình mới tự tin mình mua thêm những cổ phiếu này. Nhưng bản thân thằng Nam Long thì nó có những cái tín hiệu nó yếu hơn một chút, nhưng không phải vì thế mà thời gian tới nó không bứt phá đi lên. Và ở thời điểm hiện tại mình đánh giá là cái nhịp LPS của cổ phiếu này thôi, và rất có khả năng thời gian tới những cổ phiếu như thằng Nam Long sau khi tiến tới vùng cản kháng cự ở đây này, nó sẽ điều chỉnh, nó test lại một vài phiên và tạo thành cái mẫu hình DRS như trong những video trước đây mình có chia sẻ về ba mẫu hình thường đem lại sự thành công, thường đem lại những khoản lợi nhuận cao nhất cho nhà đầu tư. Thì có khả năng thời gian tới thằng Nam Long nó cũng sẽ hình thành một cái mẫu hình DRS và đem lại những khoản lợi nhuận cho những anh chị em dám nắm bắt cơ hội những cổ phiếu này trong thời gian tới. Anh em nhá, nghe thằng Đất Xanh cũng vậy, anh chị em thấy không? Nền giá của thằng cổ phiếu Đất Xanh nó cũng đang kéo dài khoảng 5 tháng, và trong những phiên vừa qua nó cũng gặp áp lực, nhất là ở phiên ngày 17 tháng 5 nó xuất hiện những tín hiệu nó quay đầu, nó giảm mạnh vào cuối phiên với cái mức thanh khoản tương đối lớn. Ở phiên này này thì thanh khoản nó đạt 25 triệu cổ phiếu. Nhưng ngay sau đó khi nó tiến tới, nó giảm về cái vùng đường EMA, đường hỗ trợ đường EMA 20 ngày thì nó hồi phục đi lên, và đến thời điểm hiện tại nó đang đóng cửa ở cái mức giá cao nhất trong phiên. Có thể sang phiên thứ 2, thứ 3 nó sẽ test lại quanh cái vùng đường EMA 20 ngày này trong một vài phiên tới, giống thời điểm giữa tháng 4, cuối tháng 4. Mà ở giai đoạn này rất nhiều anh em trong Zoom của mình, rất nhiều anh em theo dõi kênh của mình mua được cổ phiếu Đất Xanh như cũng như Đích, cũng như là Nam Long, cũng như những cổ phiếu bất động sản khác, mà đến thời điểm hiện tại đang có khoản lãi đệm rất là vui luôn, kiểu như là nó rất yên tâm, chấp thị trường chỉnh giảm sàn 2 cây nữa thì cùng lắm bán hòa vốn thôi. Mà riêng với thằng Đích thì phải sàn 3 phiên anh em mới hòa vốn được. Mà với những cổ phiếu nó đang leader thị trường như thằng Đích thì liệu nó có giảm sàn được 3 phiên để cho anh chị em lỗ ngược hay không?
thì mình đánh giá là rất khó, nhất là ở bên dưới này này, thằng Nick nó đang có cái vùng mây mỏng, thì mây mỏng nó khó hút cổ phiếu về, nó cũng giống với những giai đoạn trước đây thôi. Đối với những vùng mây mỏng thì nó sẽ khó hút cổ phiếu về hơn cổ phiếu mà nó đang gặp cái vùng mây dày phía trước, như là BidAI chẳng hạn, anh chị em thấy không? Thì đấy là những chia sẻ từ quan điểm cá nhân của mình về những cổ phiếu thuộc nhóm dòng bất động sản. Thì anh chị em đánh giá thêm xem thời gian tới, anh chị em thử xác nhận xem sang tuần thị trường nó có đi theo cái kịch bản số 1 mà mình phân tích, mình chia sẻ với anh em không? Anh em nhé. Tiếp theo mình sẽ phân tích, mình sẽ chia sẻ với anh em về nhóm dòng cổ phiếu chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Nhiều anh em đang đặt ra câu hỏi là trong phiên thứ 6 vừa qua có phải là dòng tiền tổ chức tham gia mua cổ phiếu VND ở phiên này hay không? Anh chị em cứ suy luận đơn giản thôi. Liệu có ông nào đủ tiền để mua khoảng 1.000 mốt tỷ, mua 72 triệu cổ phiếu thằng VND trong một phiên này không? Thì chắc chắn đây là dòng tiền tổ chức tham gia gom, mua mạnh và cũng có thể là đội nào đội xả cổ phiếu này, cổ phiếu VND. Nhưng ở thời điểm hiện tại mình đánh giá, mình nghiêng về kịch bản số 1 hơn. Kịch bản số 1 cũng là cái kịch bản mà đội tạo lập, đội gom mua thằng VND, mua rất nhiều để giúp cho thằng VND đến cuối phiên nó tăng 3,87%. Thì ở trong phiên thứ 5 thì mình cũng có khuyến nghị anh chị em mua thằng VND ở quanh vùng 15.3, 15.4. Ở đầu phiên thì nó vẫn đang ở 13.4, 13.5 này. Sang đến 1 giờ chiều nó mới bắt đầu nó bứt phá đi lên, nó tăng mạnh. Nên mình đánh giá 1, 2 phiên tới, nếu như thị trường nó đi theo cái kịch bản số 1 thì có khả năng sẽ có cái phiên nó rũ bỏ, sẽ có cái phiên nó giống như phiên ngày 15 tháng 5 này. Mà thanh khoản nó chỉ cần thấp thôi. Có thể nó sẽ giảm về hẳn vùng 15.7, 15.8, 15.5, thậm chí 15.5. Nó hút về lại cái mây. Nhưng ngay sau đó cuối phiên thứ 3 đóng cửa rút chân, mức giá đóng cửa là mức giá cao nhất trong phiên. Thì sang đến phiên thứ 4 khả năng rất cao là thằng VND nó sẽ tiếp tục nó bứt phá đi lên để xác nhận hàng về ở phiên ngày thứ 6. Là không nhiều anh em nhà đầu tư nhỏ lẻ mua đu bám thằng VND. Thì mình đánh giá là sang tuần thằng VND khả năng nó bứt phá và vượt qua vùng đỉnh là rất cao. Thì ở nhóm chứng khoán này này, có thằng VND là 1, thằng SSI là 2 và thằng SHS là 3. Ba cổ phiếu này là ba cổ phiếu phía sau, cũng là ba cổ phiếu trong thời gian vừa qua nó chưa tăng. Nhưng cái nền giá của nó thì anh em phải xác nhận là nền giá rất đẹp. Và thậm chí thằng SHS nền giá của nó còn đẹp hơn cả thằng VND, cũng như thằng SSI luôn. Nhưng mà tính đầu cơ cổ phiếu này là không cao, nên mình không ưu tiên bằng thằng VND và thằng SSI. Tuy nhiên thằng SHS nó ở sàn HNX, nên cái biên độ dao động của cổ phiếu này là 10%. Nên anh chị em nào mà mua được cổ phiếu này, chỉ cần phiên thứ 2, phiên thứ 3 nó chỉnh, nó giảm nhẹ, nó test lại về vùng 10.5, 10.6 thì anh chị em mua thoải mái thằng SHS. Cùng lắm nếu như sai thì anh chị em cơ cấu bán cắt lỗ thôi. Nhưng ở thời điểm hiện tại anh chị em phải chấp nhận, phải chấp nhận được rủi ro, anh chị em mới hướng tới được những cơ hội, mới thực hiện hóa được những khoản lợi nhuận phía trước từ những cơ hội. Chứ anh chị em mà cầm tiền mặt thì chắc chắn là không có rủi ro rồi. Mà không có rủi ro thì cũng sẽ không bao giờ có cơ hội để kiếm được các khoản lợi nhuận trên thị trường. Và cũng không bao giờ có một cơ hội nào nó chắc chắn 100% giúp cho anh chị em đem về các khoản lợi nhuận. Không có một cổ phiếu nào chắc chắn 100% nó sẽ tăng trong thời gian tới cả. Mà chúng ta chỉ đánh giá là xác suất bao nhiêu phần trăm nó đi lên. Mà khi anh chị em có những cái tín hiệu xác nhận, có những cái đánh giá mà những tín hiệu xác nhận nó nhiều hơn những tín hiệu rủi ro, thì đó là cơ hội để anh chị em mua lên tàu. Nhảy lên tàu mà đứng, không còn chỗ ngồi thì đứng, không còn chỗ đứng thì bám vào cửa cũng được. Chứ thời gian tới không còn nhiều cơ hội để anh chị em nắm bắt đâu. Chắc chắn là không còn cổ phiếu nó có thể tăng được 50% chắc chắn như thằng BSI trong thời gian vừa qua đâu. Mà ở thời gian này này, anh chị em phải nắm bắt cơ hội thôi. Mà tập trung vào những cổ phiếu như thằng VND là 1, SSI là 2, SHS là 3. Hay còn những cổ phiếu khác như thằng HCM cũng được. Hay những cổ phiếu như VCI. VCI thì mình có khuyến nghị anh chị em mua ở đầu phiên vùng 32.4, 32.5 ngày 18 tháng 5, cùng với thời điểm khuyến nghị anh chị em mua thằng VND. Thì đến thời điểm hiện tại chắc chắn là hàng về phiên thứ 2 tới anh chị em có lãi rồi, không phải bàn cãi gì cả, đúng không? Chỉ có anh chị em mà mua thứ 6 thì có thể khi hàng về anh chị em gặp phải cái tín hiệu rũ bỏ thôi. Nhưng mà với những cổ phiếu như VCI thì chắc chắn là hàng về anh em kiểu gì có lãi. Cùng lắm nó có chỉnh về vùng 32.8 này này thì anh chị em vẫn còn khoảng cùng lắm hòa vốn, gần như không thể lỗ được. Đấy là sang phiên thứ 3
là mình đánh giá là nếu như thị trường nó tiêu cực quá thì có thể những cổ phiếu này nó chỉnh lại về vùng 33. Nhưng mà mình đánh giá cái tỷ lệ này, cái kịch bản này nó xảy ra không cao. Mà nhất với những cổ phiếu như VCI, hiện tại nó đã vượt qua cái vùng đỉnh trong ngắn hạn. Mà mình cũng hướng tới những cổ phiếu như VCI, nó sẽ tiến tới vùng 35 hay là cao hơn là vùng 36. Thì với những anh em mà mua theo cái khuyến nghị của mình ở phiên ngày 18 tháng 5 thì lên đến đây anh chị em có khả năng cũng đem về khoản lợi nhuận là khoảng 8 đến 10%. Cộng thêm margin mà thằng VCI nó được cấp là khoảng 40% tỷ lệ ký quỹ thì có thể nó sẽ cái khoản lợi nhuận anh chị em sinh ra được khoảng 20 đến 25%. Cao, anh chị em thấy cái ưu điểm mà khi anh chị em đánh ký quỹ, đánh margin nó đem lại. Nhưng mà với anh chị em phải kỷ luật được trong giai đoạn, trong những khi thị trường nó rung lắc, trong những khi thị trường nó rủi ro thì anh chị em mới nên đánh, mới sử dụng margin. Còn với những anh chị em mà không kiểm soát được rủi ro thì hạn chế sử dụng margin, anh chị em kiểm soát được kỷ luật thì lúc đó hãng sử dụng margin anh em nhé. Cái tiềm năng, cái lợi thế mà margin nó đem lại là vô cùng lớn luôn. Mà trước giờ thì mình đã đánh là đánh lớn, còn không thì thôi rút ra ngoài. Nhất là những giai đoạn mà xác định được con sóng lớn như ở thời điểm hiện tại, cầm đích là full margin rồi, đất xanh sell có thằng Nam Long thì phải cơ cấu vì thấy nó rủi ro quá, lúc đấy phải cơ cấu. Nhưng mà mình đánh giá nó vẫn lên, thời gian tới nó vẫn lên thôi anh em nhé. Hay là những cổ phiếu như CTS, anh em thấy không, sau khi nó chạy xong nhịp thứ nhất, nó xuất hiện cái tín hiệu về vùng mây lớn phía trước thì nó có những cái dấu hiệu đến thời điểm hiện tại nó đã gần tiếp cận cái vùng mây lớn ở đây. Thì một vài phiên tới có thể thằng CTS này nó test theo thị trường chung nếu như thị trường nó xảy ra kịch bản số 1. Sau đó sang phiên thứ 3, thứ 4, cổ phiếu này nó cũng sẽ bứt phá đi lên thôi. Nhưng cái nền giá của thằng CTS thì mình đánh giá nó không được chặt chẽ cho lắm. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì nó đang ở cái nền giá số 2. Còn nền giá là nền giá số 1 này. Nó chạy xong một nhịp thì đến thời điểm hiện tại đang nền giá số 2 này. Và thằng CTS khi nó tiếp tục bước vào cái đà tăng thì mình đánh giá nó cũng sẽ tiến tới vùng 19-20 trong thời gian tới. Nhìn chung là nhóm chứng khoán trong thời gian tới nó đều đi lên hết thôi. Từ những cổ phiếu như FTS nó cũng sẽ đi lên thôi. Hay BSI thì có thể nó cũng sẽ đi lên. Nhưng cái đà tăng của nó thì mình đánh giá là không còn quá cao. Và dòng tiền trong thời gian tới có thể sẽ không còn ưu tiên thằng BSI, mà có thể sẽ ưu tiên những cổ phiếu có vốn hóa lớn hơn. Từ những cổ phiếu như thằng HCM, như VCI hay là SHS hay là VND hay là SSI hơn. Hơn là những cổ phiếu trong tháng 3, cuối tháng 3 nó đã chạy trước, nó đã chạy trước một nhịp. Thì mình đánh giá thời gian tới anh em ưu tiên những cổ phiếu có vốn hóa lớn hơn anh em nhé. Tiếp theo mình muốn phân tích với anh em là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Với những cổ phiếu như Vietcombank, anh em thấy không, sau khi nó tạo thành một cái mẫu hình gãy rũ bỏ rồi hồi phục, sau đó nó test lại một vài phiên và nó bứt phá, và đến thời điểm hiện tại nó đang tái tích lũy, nó đang test lại cái vùng đỉnh cũ của chính nó, thì cái nhịp test này có thể nó sẽ diễn ra trong mấy phiên. Sau đó sang phiên thứ 3, phiên thứ 4, nếu như kịch bản thị trường nó diễn ra như kịch bản mình đánh giá thì những cổ phiếu như Vietcombank thì nó cũng sẽ bứt phá lên thôi. Hay những cổ phiếu như thằng STB, anh em thấy không, nó còn vượt qua cái vùng đỉnh cũ được xác lập vào ngày 27 tháng 1 trong thời gian vừa qua. Sau một thời gian nó đi ngang tái tích lũy thì đến thời điểm hiện tại, sau khi doanh nghiệp họp đại hội cổ đông thì cổ phiếu nó bứt phá đi lên, nó hồi phục, nó đi lên. Và nó cũng trải qua một vài phiên nó test lại ở vùng đỉnh cũ, anh em thấy không? Nó có giống với ở thị trường chung không? Và nó cũng có giống với ở những cổ phiếu như Dick, như Shell không? Thì đây là bản chất của các cổ phiếu trên thị trường. Trong một quá trình nó hồi phục đi lên và khi nó gặp phải những cái vùng cản kháng cự trên đầu thì nó cần một vài phiên để nó test lại. Và anh em thấy không? Trong quá trình nó test lại, thanh khoản nó có dấu hiệu nó sụt giảm dần thì cổ phiếu nó bứt phá, thường nó sẽ bứt phá đi lên và nó tăng vượt đỉnh. Thì với những cổ phiếu như STB thì mình đánh giá thời gian tới có khả năng nó cũng sẽ tiến tới vùng 29 hay 30. Để cho anh chị em đang nắm giữ cổ phiếu này có những kế hoạch trong thời gian tới, hay kể những cổ phiếu như Techcombank này, anh em thấy không? Thì cổ phiếu này nó đang ở một cái nền giá số 2. Đây là nền giá số 1 này và đây là nền giá số 2. Tuy là cái nền giá số 1 và nền giá số 2 nó không xa nhau quá nhiều. Nhưng anh chị em có thể hiểu thằng Techcombank là cổ phiếu nền chồng nền. Nó sideways đi ngang cũng trong khoảng hơn một tháng rồi, một tháng rưỡi rồi.
khi kể từ khi cổ phiếu này nó gặp cái vùng cản kháng cự ở cái đường MA 200 ngày thì đến thời điểm hiện tại nó cũng đã đi ngang được khoảng hơn một tháng. Mình đánh giá trong tuần tới, trong thời gian tới, khi thị trường bứt phá đi lên, khi thị trường tạo sóng thì những cổ phiếu như Techcombank nó cũng sẽ tăng mạnh, khả năng là rất cao luôn. Thì đây cũng là cơ hội để cho anh chị em ngắm nghía. Với những anh chị em mà không ưa rủi ro, không chấp nhận, không thích rủi ro như là thằng Đích, như thằng Sell hay là Đất Xanh, và thích nhóm ngân hàng hơn, thì thằng Techcombank cũng là một lựa chọn anh em nhé. Hay MBB cũng vậy, MBB này nó cũng đã hình thành một cái nền giá kéo dài khoảng 5 tháng. Mà ở thời điểm hiện tại, khi cổ phiếu nó gặp cái vùng cản kháng cự 200 ngày, MA 200 ngày, thì nó cũng đã xuất hiện một vài phiên nó điều chỉnh. Mà trong phiên giảm mạnh, giảm gần 2% với thằng MBB thì cũng gọi là mạnh rồi nhá. Thanh khoản của nó không quá nhiều. Trong khi đó, nó có một phiên tăng mạnh, mở gáp tăng mạnh và cũng đã lấp gáp rồi, thì đã có tín hiệu dòng tiền tham gia mạnh mẽ, cũng với một phiên 17 triệu cổ phiếu được giao dịch trong phiên. Và ở thời điểm hiện tại, cái biên độ dao động về giá và thanh khoản nó cũng đã có cái dấu hiệu nó thu hẹp lại dần. Thì mình đánh giá những cổ phiếu như MBB hay là Techcombank hay là kể cả LB Bank trong thời gian tới, khả năng nó đi lên là rất là cao. Hay Tiên Phong Bank cũng là một ví dụ. VIB cũng là một ví dụ. Nó bứt phá đi lên và gặp vùng cản nó cự trên đầu, thì nó có những cái tín hiệu nó điều chỉnh, nó test lại trong một vài phiên thôi. Thì những cái dấu hiệu là những cái dấu hiệu bình thường. Và tính đầu cơ của nhóm ngân hàng thì nó không quá cao. Nên đây là lý do vì sao trong thời gian vừa qua mình không khuyến nghị anh chị em, gần như là anh chị em theo dõi kênh của mình rất ít khi thấy mình phân tích nhóm ngân hàng trong thời gian vừa qua, đúng không? Và nhóm này trong thời gian vừa qua cũng nó gần như là nó không tăng. Và tính đầu cơ của nhóm này nó cũng không quá cao. Và thì thời gian tới, để thị trường đi lên được vùng 1090 hay là 1100 thì rất cần sự góp sức của nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán cũng như là nhóm bất động sản. Có thể nó sẽ bước vào một cái quá trình chạy nước rút. Thì những cổ phiếu như Sell anh em đánh giá xem thời gian tới nó có đi lên hay không, hay Đất Xanh thời gian tới nó có đi lên hay không, hay Nam Long thời gian tới đi lên hay không, hay Đích liệu thời gian tới nó còn một quá trình nó chạy nước rút hay không. Thì mình đánh giá là còn. Song song với nhóm ngân hàng thì kiểu gì bất động sản và chứng khoán nó cũng sẽ đi lên thôi. Nó tiếp tục nó đi lên thôi. Và leader nhóm bất động sản thì mình vẫn đánh giá thằng Đích cùng Đất Xanh hay là Sell thời gian tới có thể sẽ thay cho Đích leader, hay là Nam Long thời gian tới cũng sẽ tăng mạnh anh em nhé. Ngoài ra mà anh em đang quan tâm đến nhóm dầu khí thì ở phiên ngày 8 tháng 5 thì mình có khuyến nghị anh em mua thằng PVD, PVC, PVS ở nhóm dầu khí. Mà những cổ phiếu như PVD thì mình có target nó lên 23.5, nhưng mà lại gửi đến tín hiệu anh chị em bán sớm quá. Nếu như mà để đến phiên ngày thứ 6 bán thì đẹp hơn, có lẽ sẽ đẹp hơn vì nó cũng đã tiến tới cái vùng cản kháng cự ở những phiên 16, 17 tháng 9 năm 2022. Thì khả năng thời gian tới những cổ phiếu này nó sẽ gặp cái áp lực chốt lời. Nó có đi tiếp tục nó đi lên được hay không thì mình cũng chưa đủ tín hiệu để mình đánh giá, chưa đủ tín hiệu để xác nhận. Nếu nó còn đi lên thì khả năng nó sẽ tiến tới vùng giá 25. Nhưng anh chị em cũng thấy là giá dầu trong thời gian gần đây nó cũng đang gặp cái áp lực điều chỉnh, cũng đang test đi test lại cái vùng đáy cũ. Nên mình đánh giá là những cổ phiếu như PVD ở thời điểm hiện tại, anh em mà còn đang cầm những cổ phiếu như PVD, như PVC thì có thể thời điểm này là thời điểm nên chốt lãi hơn là mua mới. Nhất là mua mới ở phiên ngày 19 tháng 5, mình đánh giá là rủi ro cao hơn là cơ hội. Còn với những anh em mà mua ngày 8 tháng 5 theo khuyến nghị của mình mà đến thời điểm hiện tại chưa bán thì có thể nên canh để chốt lời ở quanh cái vùng giá hiện tại với những cổ phiếu như PVD, như PVS hay là PVC. PVS thì nó tăng rất là đẹp rồi, tăng rất là điên rồi, anh em thấy không? Ở phiên ngày 8 tháng 5 cũng là phiên đầu tuần, mình có gửi đến tín hiệu anh chị em về những cổ phiếu như SHS là một này, VGI, PTB hay là TIG hay G36 này. Anh chị em xem tất cả những cổ phiếu mình ưu tiên hàng đầu này đến thời điểm hiện tại nó đang đem lại khoản lợi nhuận bao nhiêu phần trăm. Đặc biệt là thằng G36 cũng như thằng TIG này, nó đem lại lợi nhuận cho anh chị em bao nhiêu phần trăm. Riêng với thằng VGI thì đã bảo anh chị em cơ cấu rồi, bởi vì cổ phiếu này nó không có dòng, nó không có dòng để nó đi cùng, nên mình không ưu tiên bằng các cổ phiếu kia. Và đến thời điểm hiện tại thì cũng đã cơ cấu nó rồi và không đang cầm. Còn lại như nhóm dòng thép này, nhóm dòng dầu khí này, PVC, PVD, PVS này, thì ở dòng này thì có thằng PVS
nó được hưởng lợi từ cái dự án Địa 8 nữa, vừa mới được phê duyệt. Và ngay sau đó khi thị trường mở cửa thì mình có gửi tín hiệu anh em mua thằng SAS hay là LAS này, hay là PVS, PVC này. Thì đến thời điểm hiện tại, anh chị em nào mà vẫn chưa bán thằng PVS thì có vẻ cũng đang lãi 10% rồi. Còn lại những cổ phiếu như TIG này này, thì anh chị em mà mua ngày 8 tháng 5 có mua đuổi một chút thì vẫn đang lãi 20% đúng không? Hay thằng G36 này này, thì anh em cũng đang lãi khoảng 21-22%. Đây đều là những cổ phiếu ưu tiên hàng đầu của mình trong thời gian vừa qua. Thì với những cổ phiếu thuộc nhóm dòng dầu khí, đến thời điểm hiện tại, theo cái phương pháp của mình, theo cái quan điểm của mình thì nó đã hết điểm mua. Trừ khi thời gian tới những cổ phiếu này nó mà xuất hiện một vài phiên rũ bỏ, thì lúc đó anh chị em mà yêu thích nhóm này thì có thể canh để giải ngân trong cái nhịp rũ bỏ đó, thì nó bớt rủi ro hơn anh em nhé. Còn về nhóm cổ phiếu thép hay là đầu tư công thì mình vẫn đang follow, bản thân mình vẫn đang follow hai nhóm này. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì cơ hội nó thì ít nhưng rủi ro nó thì nhiều. Anh chị em thấy không? Nó tăng thì tăng trả được bao nhiêu, nhưng khi nó giảm thì nó lại giảm về vị trí ban đầu. Nên đối với riêng hai nhóm cổ phiếu đầu tư công và thép thì khi nào có tín hiệu để tham gia thì mình sẽ phân tích và mình gửi tín hiệu đến anh em sau. Còn trong video ngày hôm nay thì mình tạm thời mình sẽ bỏ qua hai nhóm này anh em nhé. Ngoài những cổ phiếu, ngoài những nhóm dòng mà trên video mình đã phân tích, mình đã gửi đến anh chị em, thì còn một số cổ phiếu có thể sẽ là những cổ phiếu penny trong tuần tới, khả năng nó đi lên cũng sẽ khá là cao. Thì anh chị em có thể chú ý thêm những cổ phiếu này. Thứ nhất là thằng DVG, nó cũng là cổ phiếu penny thôi, nhưng mà một cái thanh khoản của nó cũng khá là lớn. Đây cũng có thể là cổ phiếu anh chị em có thể theo dõi được. Nó cũng không khác gì so với thằng G36 hay thằng PLX trước thời điểm mình khuyến anh chị em mua đâu. Thì nó tương tự, nó tương đối giống với phiên ngày 12 tháng 5 với thằng PXL mà mình khuyến nghị gửi đến tín hiệu anh chị em. Thì thằng DVG trong tuần tới anh chị em có thể theo dõi. Thì cổ phiếu này nó ở sàn HNX, nó chỉ cần tăng 1-2 phiên, nó chỉ cần tăng đến vùng 3.5-3.6 thôi, anh chị em cũng có thể đem về những khoản lợi nhuận. Nó chỉ cần tăng đến đây này, thì anh chị em canh thì để mua thì cũng có thể đem về khoản lợi nhuận khoảng 20%. Để đây là cổ phiếu số 1. Thì thằng PXL cũng còn cơ hội để tham gia. Trong mấy phiên vừa qua, ở phiên này nó tăng khoảng 10%, nhưng ngay sau đó thì nó gặp cái tín hiệu, nó gặp cái áp lực điều chỉnh. Và đến thời điểm hiện tại, nó đang sideways quanh cái đường MA9 ngày, cũng là cái vùng đỉnh cũ của chính nó. Mình đánh giá trong tuần tới thằng PXL này khả năng nó đi lên là vẫn còn cơ hội. Tỷ lệ tăng là vẫn còn rất cao, thì anh chị em tiếp tục chú ý thằng PXL. Anh em nào tuần vừa rồi chưa mua được, hay là tuần vừa rồi có mua nhưng mà lỡ bán mất rồi, thì tiếp tục theo dõi thằng PXL. Khả năng cơ hội nó vẫn còn rất cao anh em nhé. Trong mấy phiên vừa rồi thì mình có khuyến nghị anh chị em mua cả thằng PVB ở nhóm dòng dầu khí. Thì có khuyến nghị anh em mua ở phiên ngày 12 tháng 5 và ngày 15 tháng 5. Thì đến thời điểm hiện tại anh em cũng đang có khoản lợi nhuận khoảng 15-16%. Nó còn ngon hơn thằng PVS, PVC hay là PVD luôn. Đến thời điểm hiện tại thì nhiều anh em trong Zoom khách hàng cũng đang cầm thằng PVB. Thì cũng rất là vui, cũng đang rất là vui. Thì anh em tiếp tục nắm giữ và chờ nó tiến tới vùng 17.5 đến 18. Sau đó canh để chốt lời anh em nhé. Cổ phiếu thứ ba mà mình muốn gửi đến anh em, đó có thể là thằng C69. Nó cũng có cái nền giá kéo dài khoảng 5 tháng, 6 tháng. Thì anh em theo dõi thêm xem thằng C69 thời gian tới nó chuẩn bị nó họp đại hội cổ đông. Thì có thể mua thì phải mua sau phiên ngày 25 tháng 5. Thì lúc đó anh chị em mua sẽ không phải hưởng cái quyền nhận cổ tức của thằng C69 anh em nhé. Thế là cổ phiếu thứ ba. Hay thằng PVP cũng là một lựa chọn. Đây đều là những cổ phiếu nó xây một cái nền giá tích lũy khoảng 5 tháng, 6 tháng. Thì anh chị em theo dõi những cổ phiếu như PLP nhé. Hay CAI cũng là một lựa chọn. Thời gian tới khả năng nó cũng sẽ tiếp tục nó đi lên thôi. Sau khi nó bứt phá thì nó sẽ đi lên thôi. Hay APS ở nhóm dòng chứng khoán này, hay FCM thì khả năng nó cũng sẽ đi lên thôi. Nó đang tái tích lũy lại cái nền giá đỉnh cũ. Hay GEX của họ nhà anh Tuấn Mượt thì khả năng mình đánh giá là sẽ có cơ hội nó sẽ đi lên. Trong phiên thứ 6 cuối tuần nó cũng có một phiên rút chân đóng cửa mức giá cao nhất. Thì đây cũng là tín hiệu anh chị em có thể mua mới thằng GEX được. Hay 577 NBB khả năng nó cũng sẽ có tín hiệu nó bứt phá đi lên nếu như thị trường vào sóng. Hay BFC ở nhóm dòng phân bón nó là lựa chọn riêng biệt so với nhóm dòng phân bón. BFC là một này,
DDV là 2 này, và thằng LAS là 3. Ở nhóm này mình chỉ ưu tiên 3 cổ phiếu này thôi. Còn những cổ phiếu như Đạm Cà Mau hay là Đạm Phú Mỹ hay là Đức Giang thì thôi, anh chị em quên những cổ phiếu này đi nhá. Hay AAV cũng có thể sẽ là một lựa chọn. Đây đều là những cổ phiếu penny thôi. Thì anh chị em có thể dành một khoản vốn nhỏ, khoảng 10 đến 20% để đánh những cổ phiếu này. Khi nó tăng ấy thì cái khoản lợi nhuận từ những cổ phiếu này sinh ra nó rất là nhanh. Thì thường anh chị em chấp nhận là đánh cái vị thế cà phê với những cổ phiếu này thôi, chứ đừng cờ bạc, máu me cờ bạc vào những cổ phiếu penny. Thì cái khả năng anh chị em sẽ đem về những cái cơ hội và thực hiện hóa các cơ hội đó thành lợi nhuận nó sẽ cao hơn anh em nhé. Ngoài ra anh em nào mà thời gian vừa qua, trong nguyên khoảng 2-3 tháng vừa qua không dám mua cổ phiếu, vẫn còn đang nắm giữ tiền mặt và cứ nhìn nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản nó đi lên, sau đó tiếc nuối. Thế là nhiều anh chị em thấy nhóm chứng khoán nó tăng mạnh rồi, sau đó mới nhảy vào mua, và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có lợi nhuận, đầu tư chưa thực sự hiệu quả, thì có thể inbox cho em để tham gia vào Zoom của em, tham gia vào Zoom khách hàng của em để đồng hành cùng em, để thời gian tới thực hiện hóa các cơ hội thành các khoản lợi nhuận để giúp anh chị em hướng tới cái mục tiêu là tự do tài chính anh chị em nhé. Anh chị em thấy cái video hữu ích thì có thể like và subscribe kênh để mỗi khi em đăng tải cái video mới nhất, anh chị em là người đầu tiên nhận được những thông báo này anh chị em nhé. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi.